Đây là phần mộ của ông cả nhà. Ông sinh năm 1764 và ông mất năm 1832. Ông là một trong những vị tướng tài ba giỏi. Ông có công với lại triều đình nhà Nguyễn. Ông phục vụ với hai triều đình, đó là nhà vua Minh Mạng và vua Gia Long. Vì một cuộc mà gây bạo loạn của thành Thiên An năm đó mà ông phải bị chịu hàm oan.